đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tăng thở, mây tin rằng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Thank you.
sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tôi, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Ôn lạy Chúa nêu chấm tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tội, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi. Chốn luyện hình bao tháng năm đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng. Chấm tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn chớ chấp tội, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Trong tiếng khóc, cha ơi sao nỡ đành bỏ con, để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi, cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi, kỷ niệm hiện về trong thương nhớ,
từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con quý khắc hình bóng cha mãi trong đời, tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con ôi tình yêu cha tuyệt vời. Luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường.
sư tiến sĩ Phêrô Nguyễn Hải Quân. Kính thưa một phó giáo sư tiến sĩ Phêrô Nguyễn Hải Quân, kính thưa gia đình An Vương, kính thưa quý vị đại diện cho các cơ quan đoàn thể, cơ quan thể và con cháu họ cư các sở ra. Phó giáo sư tiến sĩ Phêrô Nguyễn Hải Quân, người thân của chúng ta cũng còn nữa. Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta có mặt tại đây để trân trọng tổ chức lễ cúng kiêng tiễn đưa một người chồng, một người cha, một người ông, một người cụ, một người con của gia tộc họ Nguyễn, cụ phó giáo sư tiến sĩ Phêrô Nguyễn Hải Quân về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Phêrô, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Quân sinh năm 1933 tại thôn Nguyễn Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cụ sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cụ thân sinh ra cụ gia ông là nhà lão thành cách mạng Nguyễn Đức Văn, mẹ là bà Nguyễn Thị Châu, một người phụ nữ tận tảo thương yêu chăm lo gia đình và các con. Ông có hai chị gái, một anh trai và một em gái. Phát huy truyền thống gia đình từ nhỏ, ông tự lập chịu khó vươn lên học hỏi trong học tập và cuộc sống. Từ năm 1950 đến năm 1965, ông học tiểu học tại trường làng xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đến năm 1934, ông học trường cấp 2 Hoa Hương, tỉnh Ninh Bình, rồi theo học trường cấp 3 tại Liên Khu 3. Với tinh thần hiếu học, sự nỗ lực cố gắng không ngừng vươn lên học tập, sau khi thi đỗ bỏ qua trang nuôi quy của Học viện Lâm Lâm, nay là Học viện Lâm nghiệp 1, năm 1961 đến năm 1965. Sau khi tốt nghiệp, được sự tín nhiệm yêu mến của bạn bè đồng nghiệp cùng những thành tích cao trong quá trình học tập, ông được nhà trường giới thiệu làm giảng viên tại khoa trang nuôi quy. Cuối năm 1978, với những đóng góp cho quá trình nghiên cứu giống gia súc ở Tây Nguyên, ông được nhà trường cử đi học tập nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án có tiến sĩ về y triệt học tại Đại học Hà Tâm Y Moscow. Về nước, ông nỗ lực học hỏi không ngừng để đạt được học vị tiến sĩ rồi phó giáo sư và được bổ nhiệm là chủ nhiệm của môn thú y, khoa chăn nuôi thú y và tiếp tục giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp Huế. Cho đến khi ông làm cho đến khi nghỉ hưu, trong quá trình công tác, ông luôn là một người lãnh đạo gương mẫu, hòa đồng, gần gũi, lắng nghe, giúp đỡ đồng nghiệp và có nhiều nhận thức đóng góp không nhỏ cho nền nông nghiệp Việt Nam. Ông đã vinh dự được chính phủ thành phố tặng thưởng nhiều bằng khen. Tháng 10 năm 2021, ông vinh dự được trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng. Khi sinh sống tại tổ dân phố 80 phố Kim Mã, phường Kim Mã, ông luôn là một người dân gần gũi, hòa đồng với mọi người. Năm 1962, ông kết hôn với bà Dương Thị Lan. Ông bà sinh được 3 người con, một người con trai, một người con gái và 2 người con trai. Thời gian gần đây, ông lâm bệnh. Ông đã được gia đình đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây, ông được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao và sức yếu, ông đã được Chúa vào gọi về bên Chúa vào hồi 4:58 ngày 6/2 năm 2022 trong vòng tay yêu thương của vợ, các con, các cháu và người thân. Ông được vào 85 tuổi. Ông ra đi để làm việc sức thương vô hạn trong người thân, bạn bè, đồng nghiệp và con nối dõi. Đứng trước linh cứu của ông, chúng ta nguyện cầu cho linh hồn của ông sớm được về bên nam Chúa và hạnh phúc trên thiên đàng. Xin ứng nghiệm ông. Xin mọi người hết dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Xin kính mời đại diện gia đình lên có lời cảm ơn. Kính thưa họ hàng, bạn bè gần xa, các ban ngành đoàn thể và bà con khu phố, tôi xin thay mặt toàn thể gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến dự lễ tang và tiễn đưa chồng, cha, ông, người thân chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang tang buổi tối có điều gì sơ suất, xin gia đình xin được một xứ. Sau đây thì các ông về quê bán tại quê nhà tại Hòa Xuân, Gia Kiến, tỉnh Ninh Bình. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành kính dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha vàng này. Từ vực sâu tiếng không than, còn vọng ngỡ hơn với tháng năm u hoài đến đâu. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu chưa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng không than, còn vọng ngẩn với tháng năm u hoài đến đâu. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thập giá xưa còn ghi dấu, mẹ hiến dân con một mến yêu. Chuộc tội cho gian chân xa đắm, nay giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn. Từ vực sâu tiên không than, còn vọng ngỡ hơn với tháng năm u hoài đến đâu. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nũng nó đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng không than, còn vọng ngỡn với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đó là Chúa. Thank you.
Giê-xu nói với các môn đệ: lòng các con đừng sợ sợ, các con tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dồn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dồn chỗ cho các con, Thầy là Thầy và đem các con đi với Thầy. Để Thầy được đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã nhận được mời. Ông Thô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là người, là sự thật và là sự chọn. Không ai đến được với Cha mà không qua đó. Thank you.
thế nhưng mà để được vào chốn cổng mang tất cả thì đạo nào hay là nó trên đàn của cuộc đời được thì đạo nào cũng có thể chúng ta ngay khi ở ký ức của dân gian này phải làm một chuẩn bị, phải làm một chút vé để mà đi vào đó, mà nếu không thì không được vào đâu. Đó, cho nên cái chuẩn bị ở đây này nó là một vé, đó là sống tốt, sống hướng thiện và làm nhiều việc lành giúp đỡ để giúp cho nhiều người không làm điều xa lạ.
của chị nói rằng là đi đi lương, nhưng mà mẹ chị đi ra. Chị nói rằng chúng tôi là khởi mẹ con đi ra liền đi chồng thì mẹ con hành lễ rồi, nhưng mà không có tổ chức chúng con. Và khi chết thì con không mời, không làm hành nghi thức được nào ra, mà chúng con mời các sư xã để cúng dỗ mất rất nhiều tiền và hành kiểu đời. Thế nhưng mà trong đầu chúng con lúc nào thấy là gì, bài kêu khóc tao đang linh linh ở giữa vẫn là những suy nghĩ bài đó. Rồi lại tiếp tục đi đến các ông thầy đó, thầy kia họ bảo rằng phải ra đến thì lễ 9 tầng 7 tầng 9 tầng, nhưng mà cứ đặt lên thì là tổ không gì, nên tâm hồn chúng ta bất an. Thế rồi ngài bảo con đi chia sẻ với một người đã kể về sự tình mẹ của bạn xưa đi đạo, nhưng mà thực chất không có làm cho nghi thức tôn giáo, cho nên bảo khi phải làm chứng nhận. Thế rồi người đi đạo bảo rằng bên đạo của tôi không cần phải cúng dỗ bao tầng thì hết, không bao giờ nhận được cho ai đâu, mà chỉ cần là đến xin lễ vì lòng vui, xin lễ ở nơi cha xứ, xin có một đoàn đọc kinh độ nguyện, không bắt buộc phải là bao nhiêu không có bắt phải đâu, thì tự nhiên bà đi xin để tôi làm lễ. Tháng sáu bà đến và cảm ơn cha, không thấy mẹ còn về nữa. Bà chia sẻ như vậy, chia sẻ như vậy. Cho nên chúng ta là người khuyến khích, dù chúng ta được đến cái vị được rồi, dù chúng ta có vì công việc, dù chúng ta có vì chức quyền dân vọng, bỏ Chúa, nhưng mà Chúa không bỏ chúng ta đâu, Chúa không bỏ. Cho nên những người anh em đã cần đến nhất để mà công nguyện cho người đã bỏ Chúa lâu năm, nhưng mà đâu có ấn tín của cái tích rửa tội, ấn tín của cái tiểu sức không bao giờ đâu. Nên cũng xin anh em con cháu Pedro đừng đánh mất những ơn lành nhân đức được của ông để mà đi cùng đi chỗ hãy kinh hoàng các hội đoàn này, nên chúng ta làm lễ cho thầy thôi là phải chúng ta cứ nhận đi cầu nguyện, và các chị cũng nên làm việc bản án để chỉ cho những hội của mình, đừng có nghe chuyện nói chuyện kia cứ cùng không phải của gì đâu mà chẳng được lỗi linh hồn đấy. Thế đó là bây giờ làm khác tự tin nào thì tôn trọng thì không phải mang, nhưng mà đạo của chúng ta là như vậy. Vì thế hôm nay chúng ta cũng gặp nhau người đây để tâm linh để cầu nguyện, cũng là người bạn của tôi trong lòng họ, và tôi đã nhiều lần gặp, và nhất là cách đây tôi nhớ cách đây ba hai bốn năm khi ông bị bệnh ở huyện Biển Xô, tôi có đến và tôi cũng là giúp ông để xét mình sự tội, nhưng mà tôi đã nhờ cha bạn của tôi ở Hà Nội để cầu nguyện đến và đã cho ông hạnh biết lại nghe cái tính sự tội và cái tính sự giàu để nhà bạn của nào em rất sung sướng. Nhưng mà trong những thời gian này tôi cũng biết là cũng mất tiền nên là cũng không gian rồi, vì thế mà tôi cũng đã hóa thác và lòng thương xót, lòng nhân từ của Chúa ở đây anh em chúng ta đã bằng đá đồng họ của ông anh em bạn đại đạo sư, chúng ta cũng xin chúng ta cũng là anh em trong một tim, chúng ta hãy xin một lần cầu nguyện cho Pedro để đi một vòng trong đường về được nhà của Chúa, đừng có làm những điều về những dị đoan và đem xúc phạm đến cái tình thương tổ cũng đã nhận xúc phạm đến người của Chúa. Về từ đây chúng ta tiếp tục để từng vinh lễ cầu nguyện từng lên Chúa những lời tin đó và đi cùng Pedro trong đường về được nhà của Chúa. Xin kính mời các bạn đứng. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, người là niềm hy vọng của chúng ta. Ông Phêrô suốt cuộc đời đã tin vào Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa Thiên Ban ban phước lên trời. Mọi người đều đã chết nơi Adam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong đức Kitô như vậy. Xin
Tất cả các con hãy nhận lấy ta, vì này là ngày
Lạy Thiên Chúa toàn năng chúng con là xin Chúa cho con biết ơn Chúa là ông Phêrô đang nhảy ở mọi thế khi đã được thánh thể nhờ như thế này và được giải thoát khỏi tội lỗi sẽ được hưởng niềm vui cả trong suốt cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ đức ơn Chúa chúng con. Xin nghe lời tạ ơn ban cháu đức. Mời kính thưa
ngay bên thiên nhan
con phạm tội nhớ nhớ. Chúa luôn công chính từ nhân, khi người tuyên án nhân loại. Sát rào một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi,
yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu tròn đời con mãi giữ tròn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Nguyện cầu ơn trên xin giữ tâm lòng con mãi chân tình, một niềm tin trung kiên, một niềm tin trung kiên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.